vệ mái ấm vững vàng qua từng năm tháng để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng. Hay gọi 1-800-1515 để mua tôn đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng và được bảo hành. Tập đoàn Hoa Sen đạt thương hiệu quốc gia và là công ty tăng trưởng toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau chuỗi ngày mưa trái mùa xảy ra liên tục thì dự báo từ hôm nay mưa sẽ giảm hẳn ở khu vực Nam Bộ. Thay vào đó thì trời mỏng mây và nắng lên nhiều hơn. Thực tế nhiệt độ nhiều điểm cũng tăng thêm từ 1 đến 3 độ so với ngày hôm qua. Mới 10 giờ mà đã đạt là từ 30 cho tới 32 độ. Nhiệt độ sẽ tiếp đà đang tăng lên trong chiều nay khi mà nắng mỗi lúc một mạnh hơn. Cao nhất tại các thành phố như Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Cần Thơ hay Cà Mau sẽ trong khoảng là từ 32 cho tới 34 độ. Thậm chí tại thành phố Biên Hòa có nắng nóng trở lại, nhiệt độ đạt là 35 độ. Khu vực Tây Nguyên chiều tối nay mưa cũng chỉ xảy ra ở vài nơi, còn từ giờ cho đến chiều thì nắng lên đều, nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Kon Tum, Pleiku và Buôn Ma Thuột là 32 cho tới 33 độ, cảm giác nóng bắt đầu xuất hiện. Nắng cũng chảy đều khắp khu vực Trung Bộ vào chiều nay, tuy nhiên nhờ có gió biển thổi đều đặn, vì vậy mà nhiệt độ từ thành phố Phan Thiết trở ra thành phố Đà Nẵng không nơi nào vượt quá 32 độ và bầu không khí thoáng đãng. Còn ở nửa phía Bắc, thành phố Huế là nơi có nhiệt độ cao nhất 34 độ, trời khá nóng. Còn lại các thành phố từ Đồng Hới trở ra Thanh Hóa là 29 cho tới 32 độ và cảm giác có phần dịu hơn. Ở Bắc Bộ thì cường độ nắng xuất hiện ở hai nửa Đông và Tây sẽ khác nhau. Với thủ đô Hà Nội và các thành phố như Ninh Bình, Hải Phòng và Lạng Sơn, trời nắng yếu do vẫn còn nhiều mây, nhiệt độ là từ 27 cho tới 30 độ. Còn với các thành phố ở phía Tây như là Lào Cai, Sơn La, Điện Biên Phủ, trời lại ít mây và nắng mạnh hơn, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới là từ 31 cho tới 34 độ. Riêng các huyện Mường La hay là Yên Châu của tỉnh Sơn La còn nắng nóng với mức nhiệt là 36 cho tới 37 độ. Chuyển sang thời tiết biển, chiều nay huyện đảo Hoàng Sa nắng đẹp, gió đây là cấp 3 đến cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km. Ngược lại, ngoài khơi huyện đảo Trường Sa sang các đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu thì trời có mưa rải rác khiến cho tầm nhìn giảm xuống chỉ còn là từ 4 đến 10 km. Và tiếp theo như thường lệ sẽ là phần dự báo cho các vùng trên cả nước trong chiều và tối nay.